Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 5 đô la đến từ WeGo, à quên 5 đô la đến từ Web3Go. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì làm các nhiệm vụ chatbot này. Rồi, sau đó chọn Join Airdrop. Tiếp theo mọi người sẽ join vào Telegram. Quay trở lại này, do tiếp vào kênh channel của nó. Ok, quay lại xem lại kênh đầu rồi chưa. Rồi xong, tiếp tục mọi người sẽ retweet lại cái bài đăng và test 3 người bạn. Rồi chọn theo dõi này. Tiếp theo thì mọi người sẽ like này, sau đó thì sẽ tag 3 người bạn vào. Rồi, quay trở lại. Tiếp tục join vào kênh Discord. Rồi, ok, mọi người gạt sang phải này, bấm vào chữ verify này. Và sẽ tích vào cái này này. Ok, quay về bot. Tiếp theo, join vào kênh liên kết và retweet bài đăng. Mọi người sẽ mở kênh Twitter của liên kết lên nhé. Sau đó tìm đến cái bài đăng của nó. Cái bài đăng Web3Go. Ở đây thì mọi người sẽ like và retweet. Rồi quay trở về bot. Bấm chọn Regit này. Tiếp tục xác minh hình ảnh captcha. Rồi sau đó gửi cho nó địa chỉ email. Tiếp theo gửi địa chỉ ví. Rồi sau đó gửi profiling của Twitter. Rồi sau đó sẽ gửi đường link retweet bài đăng. Quay lại với Twitter này. Mọi người quay trở lại một bước nữa. Thì cái bài đăng ở đây mọi người sẽ copy này. Rồi quay trở lại. Ok, chọn I have joined. Sau đó nhập username của Discord. Rồi tiếp tục chọn I have joined. Chọn thêm một lần nữa, chọn don. Rồi chọn trở lại menu chính này. Có thể kiểm tra số dư luôn. 100 điểm nhé, ở đây thì nó sẽ tính là 100 điểm. Rồi, ok mọi người. Như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.